Sách Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ, đọc để trời kêu khoan hãy dạ. Vào sáng ngày 29 tháng 6 năm 2024, Hội đồng sách doanh nhân tổ chức ra mắt sách Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ của tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường và nhóm tác giả tại đường sách Nguyễn Văn Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Hốt hoảng, quýnh quán là phản ứng chung của mọi người khi cơn đột quỵ xảy đến với bản thân hay người nhà của mình. Lúc này đây, chỉ có kiến thức mới giúp nhận diện chính xác cơn đột quỵ, chứ không phải là trúng gió, say nắng hay hạ canxi. Cũng chỉ có kiến thức mới xác định được đúng cơ sở y tế phù hợp để đưa đi cấp cứu. Từng chứng kiến nhiều trường hợp đáng tiếc do thiếu kiến thức nhận biết sớm và phòng ngừa đột quỵ, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, Chủ tịch Liên chi hội can thiệp thần kinh thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ nhận thấy, việc đa số người dân chưa được trang bị đầy đủ thông tin về cách phòng chống đột quỵ dẫn đến mất thời gian vàng trong cấp cứu, khiến tỷ lệ tử vong và tàn phế gia tăng đáng kể. Xuất phát từ thực tế đáng báo động này, với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành y, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường cùng các bác sĩ chuyên khoa đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ đã thực hiện cuốn sách Cẩm nang sức khỏe phòng chống đột quỵ. Thực tế, tất cả các đồng nghiệp, tất cả những bác sĩ ngồi ở đây cũng như là tất cả các bác sĩ trên toàn thế giới nói chung, khi tiếp nhận một bệnh nhân đột quỵ, điều đầu tiên các bác sĩ quan tâm là cái người này bị hồi nào, cái bệnh nhân này bị hồi nào và còn cái cơ hội nào để cứu chữa cho bệnh nhân này hay không. Chứ người ta chưa nói đến công nghệ. Công nghệ giờ chúng ta có, chúng ta bỏ tiền ra mua. Nhưng không thiếu những trường hợp khi bệnh nhân đến bệnh viện rồi, đó là các ông chủ, bà chủ, đó là những y bác sĩ, đó là những người mà chúng ta thấy rằng họ không thừa. Nói chung là gì? Họ quá thừa. Quá thừa về tiền tài, quá thừa về tất cả mọi thứ để có thể bỏ ra số tiền rất rất là lớn để làm sao cứu sống được chính bản thân họ và người thân của họ. Nhưng tiếc thay là các bác sĩ không thể làm được điều gì nữa cho bệnh nhân. Đó là những cái nỗi đau mà gần như là tất cả các bác sĩ trên toàn thế giới, chứ không phải riêng cá nhân tôi, cũng như là một ABC nào. Những người nào làm về đột quỵ thì sẽ biết rất rõ thời gian. Thời gian đó là cái yếu tố rất là quan trọng mà chỉ có những người có kiến thức mới tận dụng được cái thời gian đó. Và cái việc này nó cứ lặp đi lặp lại hàng năm, hàng tháng, và bao nhiêu cái chết đã xảy ra một cách rất là vô duyên vô cớ, chỉ bởi một lý do đơn giản là kiến thức không thể đến được người dân. Đó chính là cái lý do mà chúng tôi tâm huyết làm sao để kéo gần lại khoảng cách đó, nghĩa là kiến thức của bác sĩ làm sao truyền tải được cho người dân của mình để tránh được những cái tử vong và tàn phế mà lẽ ra chúng ta có thể phòng tránh được. Thực tế, căn bệnh đột quỵ không phải trời kêu ai nấy dạ, mà có thể được phòng ngừa hoặc giảm thiểu hậu quả nếu cộng đồng có kiến thức và nhận thức đúng đắn về bệnh. Do đó, việc nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về đột quỵ trong cộng đồng là vô cùng cấp thiết, không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe bản thân mà còn góp phần giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Cuốn sách gồm các chuyên đề về bệnh đột quỵ và các bệnh có liên quan khác như bệnh động mạch vành, tăng huyết áp, tiểu đường, rối loạn mỡ máu, rối loạn nhịp tim, v.v. Qua đó giúp người đọc có cái nhìn tổng quan về đột quỵ cùng các dấu hiệu nhận biết bệnh sớm, cách điều trị, chăm sóc bệnh nhân sau đột quỵ, cũng như cách phòng ngừa các yếu tố nguy cơ của kẻ giết người số 1 này. Đặc biệt tại lễ ra mắt sách, tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường dành 500 quyển sách có chữ ký để gửi tặng quý độc giả tham dự. Cuốn sách không chỉ là tâm huyết của tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường mà cả đội ngũ bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ nhằm chia sẻ những kiến thức quý báu giúp cộng đồng chủ động nhận biết và phòng ngừa bệnh đột quỵ nói riêng và bệnh tật nói chung.